Như nào? Nha. Đây, 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 đây. Nó ôm nhau tránh Covid đây. Đây, 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 vâng ạ, đang kéo ra, đang kéo ra. Đây, đây, kéo ra, đây, đang kéo ra. Ui. Thế nào nhá? Ui, ui, ui. Anh kéo ra nó hết rồi. Mình ăn chưa rồi. Anh kéo ra nó hết cả hứng rồi. Ồ, thế à? Đây. Con này, con cái, con đực đấy. Có một con đực, có một con cái. Đấy. Con to cái hai con đực, hai con đực. Hai con đực là sao nó chơi được? Ừ, một cái con được. Con nào bé, con nào mà nó vùng to là con cái mà con. Thế nào ăn cả hai đi. Con này. Ừ. Ăn cả luôn. Con này con cái. Con này con cái. Đây được. Ờ, đây con cái, đây con được. Nhầm. Đây được, đây cái. Con cả được. Quá ngon. Quá ngon. Quá ngon thì cho rượu vào. Mới giờ đi. Nào. Cái bà chị này buồn cười nhỉ. Mới quay tôi thì tôi em tôi mới buôn hóa mới tiền đấy. Thế. Bố đây. Này, bà con nha. Hai ba con. Hai ba con. Một hai ba con. Hết. Sáng mai ra là mình đi tìm măng kia nữa, măng ngọt đấy. Sáng mai là mình sẽ mình hội mình sẽ đi đi tìm con tụp bếp. Con tập bếp tôi thằng đi là mình ăn cái này con này con tập bếp ăn cả con cày nó đi ăn nó cái đấy thôi đi mày cái đặc sản chứ mày không ăn đây này đặc sản đấy đây này ăn đây đặc sản đấy đặc sản hôm nay được cái này món là món con cày đấy không biết đâu nó còn không còn bọn không biết đâu bọn đấy là mình không có gia vị gì cái đấy tập bán đấy nhìn ngon không anh tự nhiên đấy chân rừng mà đây là món